Chào mừng các bạn đến với video của mình. Thì hôm nay mình xin phép được hướng dẫn đi đưa cách setup setting cơ bản của trong game và ngoài game Serial và bắt đầu luôn thôi. Mình sẽ tắt phần nhạc nền nhé, bởi vì nó ồn. Có 3 điều bạn cần chú ý là Round Volume, Bonus Step Volume và Tender Sighting Warning Volume. Thì Round Volume thì bạn tắt đi nhá, cả Bonus Step thì cũng thế. Tại vì Round Volume này đến 10 giây cuối cùng thì nhạc sẽ nổi lên và làm cho bạn khó xử lý trong 10 giây cuối cùng về trận đấu. Và bom hot test cũng thế, bom hot test thì khi bạn đặt bom thì nhạc sẽ nổi lên, sẽ rất khó để bạn nghe tiếng chân và xử lý nó thứ. Theo second warning volume thì bạn để yên nhé, tại vì theo second warning này là đến 10 giây cuối cùng khi bom đếm ngược thì nó sẽ nổi cái nhạc lên, nó sẽ cho biết là bạn có kịp cỡ bom hay không nếu mà không có kit. Tiếp theo là phần video. Các bạn để ý nếu phần display mode này của bạn để full screen window thay vì full screen thì bạn để full screen nhá. Tại vì full screen nó không làm tụt FPS. Tụt FPS thì bạn chơi trong game bạn phải cảm nhận đấy, chơi rất là khó chịu. Tiếp theo là phần setting của video này. Thì những ai máy thấp thì mình nên để cấu hình thấp nhá. Theo mình thì mình sẽ để thấp hết thôi, nếu mà mình chơi máy yếu. Tắt cái này đi này, tắt cái này đi à. Cái này cho thấp xuống, cái này cho thấp xuống nữa cũng được. Rồi sẽ là như này, nhìn một vòng. Còn những ai máy khỏe thì bạn tùy, bạn muốn chơi game nhìn đồ họa nhìn đẹp thì bạn có thể để tất cả cao cũng được như này. Đấy, cho hết lên. Còn với mình thì máy mình tầm trung thì mình sẽ không cho thấp quá, bởi vì nếu mà mình cho tất cả này thấp quá thì FPS của mình cũng sẽ bị tụt. Thế nên là setting của mình nó là như này, để tầm trung này, để cho thấp đi, để tầm trung, để thấp đi. Đấy, đấy, setting của mình sẽ là như này. Nếu mà xong thì bạn bấm apply để nó lưu toàn bộ những thay đổi của bạn nhé. Điều tiếp theo mình muốn làm là chỉ các bạn cách chỉnh tâm. Mình thấy phần lớn là new build toàn bắn tâm default mà bắn thế nhìn rất là khó, khó bắn. Nên bạn bấm vào cái nút này, nút play này, bấm vào đây. Nó sẽ có cái dòng là đâu nhỉ, workshop này, đây. Bạn bấm vào visit workshop đây, đấy. Bấm vào dòng tìm kiếm, bạn ghi chữ crosshair này. Đấy, tìm này, mình sẽ có một cái map để bạn chỉnh tâm ở đây. Bình thường bạn có sẽ có dấu cộng này, bạn bấm cộng ở đây, đấy, thì map sẽ được lưu ở đây, đấy, vào đây. Đấy, bình thường tâm các bạn như này nó to, các bạn bắn rất là khó thì các bạn có thể chọn tâm ở đây, tâm tâm của pro player này, chọn bất cứ đội tuyển nào với cả người chơi nào mà bạn thích, hoặc các bạn có thể tự chỉnh tâm ở đây đấy.
chuyển tâm này, đổi màu này, đấy, kích cỡ này, độ dày này, và vân 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 vân. Và bạn cũng có thể chỉnh tâm ở mục crosshair ở trong game này, ngoài game này, và bấm vào game này, bấm crosshair này. Đây, ở đây nó cũng có đủ tất cả. Chỉnh không bạn có thể nhìn ngoài này luôn này. Cái này cũng rất là tiện. Tiếp theo đến với mục này, game này, hub. Đấy. Bạn muốn bật cái console lên. Bật tiếp này để nó cho phép bạn bật cái bảng console lên. Có net graph này một đấy, nó sẽ cung cấp thông tin cho bạn là bạn có bao nhiêu FPS này và bạn có bị lót hay không. Thường thì nếu mà bị lag mạng nó sẽ ghi đây là lót bao nhiêu đấy để bạn biết là mạng mình bị lag hay không. Tiếp theo là setting ngoài game. Điều đầu tiên bạn cần quan tâm là gia tốc chuột. Bạn tìm cái chuột nhá, more property à, đấy, cái vòng thứ ba, pointer option. Nếu bạn thấy có dòng này được tích này thì bạn nên tắt đi đấy, tôi bấm apply này để áp dụng, bởi vì cái gia tốc chuột ảnh hưởng tới khả năng aim và luyện aim của bạn về sau này. Đấy. Tiếp theo là đến với loan option, bạn kích chuột phải vào game này, bấm vào property, đây còn sẽ có dòng set loan option này, bạn kích vào. Đấy. Đối với những bạn nào là newbie mà không biết tiếng Anh thì bạn nên dùng dòng này đấy, language Vietnamese, thì sẽ giúp trong game có tiếng Việt để bạn dễ dàng setting hơn với cả chơi game. Và cái lệnh hai này mình hay dùng để nó có sự ưu tiên các lựa các phần mềm để sẽ SEO được ưu tiên, và khi đó nó sẽ tăng được FPS lên. Ok, thế rồi mình thử khởi động phần mềm nhé. Bây giờ bạn khởi động SEO thì chắc chắn là bây giờ nó sẽ chạy bằng tiếng Việt rồi. Để mình thử thôi. Đấy nhá. Đấy, giao âm thanh này. Đấy. Đấy, bạn nào mà không biết tiếng Anh thì nên dùng dòng đấy. Và video của mình cũng kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các bạn lần sau.